Vật tư nông nghiệp ốc nhỏ xin kính chào quý bà con. Đây là 60 can amino gông biển extra đã cập bến kho nhà Úc rồi nha cả nhà ơi. Thì đây là số lượng 60 can nè. Đó. Thì anh em thấy cái số lượng can về kho nhà Úc thì cũng đủ để khẳng định cho anh em thấy là về cái dòng chất lượng của cái can amino gông biển của bên nhà Úc nha. Đó, cái chất lượng như thế nào mà được quý bà con, được quý khách hàng bên nhà Úc tin tưởng và lựa chọn sử dụng với cái số lượng về kho mỗi lần như thế này nha mọi người. Đó, thì đây là cái can humic amino gông biển extra bên nhà Úc nè. Thì cái can này cái trọng lượng của nó là 22kg nha mọi người, 22kg. Mình có thể sử dụng được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đó, và sử dụng được mọi giai đoạn của cây trồng, giai đoạn cây con, phục hồi sau thu hoạch. Thì anh em có thể mình kết hợp với cái dòng humic vẩy bên nhà Úc để mình tứ kèm, giúp cho cái hệ rễ bung mạnh nè, đọt bung mạnh, bung đọt bung chồi xanh dày lá cho mình, đọt rất là mập luôn. Và nó hỗ trợ cái bộ rễ của mình ra cái kích thích da lông hút nhiều để hấp thu dinh dưỡng một cách tối ưu nhất. Thì cây mình nó sẽ nhanh lớn, nhanh phục hồi nha cả nhà. Đó, và đặc biệt là nó tăng hệ vi sinh vật có lợi cho cái bộ rễ của mình. Và ngoài ra thì nó còn giúp cho cái bộ rễ của mình bám sâu vào trong đất nha, bám sâu bám tốt trong đất. Đó, trong cái xô này thì nó đáp ứng được đầy đủ các cái nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Ví dụ như humic, fulvic, NAA là những chất hỗ trợ kích rễ mạnh. Ngoài ra thì nó còn bổ sung trung vi lượng nè, amino, đặc biệt là gông biển. Đó, thì với thời tiết nắng nóng như hiện tại, đó, anh em sử dụng cái can này là quá hợp lý luôn. Đó, có gông biển, giảm sốc, giảm stress, làm mát bông, mát cây, mát trái. Thì nó sẽ chống rụng cho mình rất là ok luôn. Đó, thì một can như thế này là mình pha được 6.000 cho tới 8.000 lít nước giùm em. Còn nếu quý bà con nào sử dụng cái can này để nuôi trái, thì quý bà con có thể kết hợp với dòng 3 số 21 bên nhà em. 3 số 21 kết hợp với dòng 3 số 21 bên nhà em thì mình pha nước, mình tứ chung với cái can này. Đó, một hộp 3 số 21 bên nhà em là mình pha được 800 lít nước. Đó, thì nó sẽ 3 số 21 là NPK cân bằng dinh dưỡng, thì nó sẽ thúc cái trái của mình phát triển một cách tròn đều trái nè, chắc ruột nặng ký nè, bóng xanh, và đặc biệt là cái cú nó rất là mập nha mọi người. Đó, và nó sửa hỗ trợ sửa tướng trái cho mình luôn. Đó, cho nên là quý bà con nào cần cái dòng sản phẩm này thì mình cứ để bình luận phía bên dưới video. Đó, em sẽ tư vấn cho mình kỹ hơn nha. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi.